Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 638 về việc thành lập ban chỉ đạo tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại tỉnh Lào Cai. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo của tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố quán triệt xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo cục thuế phối hợp với các sở ban ngành tổng hợp vướng mắc để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi. Theo kế hoạch, đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, 70% người nộp thuế đang hoạt động có sử dụng hóa đơn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đến ngày 15 tháng 6 năm 2022, 100% người nộp thuế đang hoạt động có sử dụng hóa đơn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.